sẽ đi gửi hàng cho các bạn nhé. Ôi giời ơi. Ôi giời. Đây. Thỉnh thoảng mà ở Việt Nam ấy, các bạn mà muốn mua những cái sản phẩm hàng hóa ở bên Nhật này, ví dụ như là ở Việt Nam mình hay thích đeo cái vòng điều hòa huyết áp ấy các bạn, hoặc là thích mua cái đồng hồ ở Nhật đấy, hoặc là mua cái mỹ phẩm như là kem chống nắng hoặc là sữa rửa mặt các thứ ở bên Nhật này. Nhưng mà nếu mà mua mình mua ở trên ở Việt Nam mà mua ở trên mạng ấy, thường thường mình thấy là những cái mặt hàng ở trên cái sàn giao dịch của điện tử ở Việt Nam mình ấy, thật sự là thỉnh thoảng mình có lên tra giá các bạn, nhìn nhìn rất là rẻ, mà rẻ còn hơn cả bán ở siêu thị Nhật. Các bạn thử lên trên trang Lazada này, hay trang Shopee này, hay mấy cái trang thương mại điện tử ở Việt Nam ấy, người ta bán tràn lan. Mình thấy cái sữa rửa mặt này, kem chống nắng này, với tất cả cái gọi là cái những cái sản phẩm ở bên Nhật đấy, nó muôn vàn cái kiểu giá, rất là nhiều các loại giá khác nhau các bạn ạ. Có những chỗ mà mình thấy mà ví dụ như một cái sữa rửa mặt, nếu mà tính tiền Việt bán ở bên Nhật thì nó phải rơi vào khoảng độ hơn 100.000 đến 200.000 gì đấy, nó tùy loại. Nhưng mà chung chung như thế, nhưng mà mình ví dụ một cái sản phẩm nhé, mình xem ở bên Nhật, mình bán ở siêu thị ở bên Nhật đấy, một cái sản phẩm với kem chống nắng nó rơi vào khoảng độ tầm 200.000 với cái loại cùng một loại đó. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thấy bán có khi có cả những chỗ nó bán cả có mấy chục nghìn cũng có, 100.000 cũng có, mà hơn 100 cũng có. Mình không biết là người ta bán cái đấy là không biết là có phải hàng thật hay không. Nhưng mà mình mua ở bên Nhật này thì ở cái siêu thị thì cái giá của nó đã như thế rồi, mà ở Việt Nam bán còn rẻ hơn, mà rẻ hơn có khi là rẻ hơn cả ở Nhật này gấp đôi, thì mình không biết là cái kiểu gì luôn các bạn. Cho nên là mình ít khi gọi là ở Việt Nam mà mua hàng Nhật thì mình không hay mua ở trên những cái trang thương mại điện tử, mà mình sẽ gửi từ bên Nhật này về. Mình ở bên này nhưng mà kiểu như là mọi người ở Việt Nam mà muốn kiểu sợ kiểu như là dùng phải hàng nhái nhiều các bạn, thì mấy người thân các thứ toàn nhờ mình mua bên này xong gửi về đấy các bạn ạ. Mình thì nếu mà những cái món đồ mà nhỏ nhỏ ấy thì mình sẽ gửi về, mình sẽ đi trực tiếp mình đi mua, và mình sẽ gửi về Việt Nam về đến cái địa chỉ của mình ấy, xong là mình sẽ gọi là phân phối đi ấy, gửi cho cái mọi người ở những nơi khác đó. Bây giờ mình sẽ quay cái video, mình sẽ cho các bạn cái quá trình mà mình đi mua hàng với cả là mình đi gửi về Việt Nam nhé. Ban đầu là mình sẽ đi mua hàng rồi này, rồi về đóng hàng này, xong rồi vận chuyển hàng đến công ty vận chuyển, rồi mới về Việt Nam. Thì nó cũng phải rơi vào tầm, nếu mà mình gom được nhanh ý thì nó phải rơi vào tầm một tuần. Còn gửi thì nhanh lắm, gửi thì mình gửi theo đường bay ấy, thì mình gửi đường bay thì nó tầm, nếu mà bay sớm thì nó tầm 1-2-3 ngày thôi mà. Cái lâu là cái thời gian mình gom các bạn ạ. Còn thời gian bay từ Nhật về Việt Nam nó cũng nhanh lắm. Nào, bây giờ mình cùng đi các bạn, mời các bạn cùng đi xem cái quá trình mình đi mua đồ và gửi về Việt Nam nhé. Ok. Bây giờ mình đã đến cái chỗ mua đồ các bạn ạ. Ở Nhật thì nếu mà các bạn có cái là người nước ngoài đi du lịch nhé, mà có hộ chiếu thì có những mặt hàng thì các bạn sẽ được miễn thuế. Còn mình thì mình hay đi vào những cái chỗ cái hiệu thuốc grocery ấy, thì nó ở đây nó bán nó cũng khá là rẻ, với cả là rẻ hơn so với mặt bằng chung ấy, nó không rẻ hơn là bao nhiêu đâu, nhưng mà ở trong này thì nó bán gần như là đầy đủ những cái thứ mà mình hay mua ấy. Ví dụ là ở đây các bạn thấy là có các loại vitamin này, collagen uống trắng da, vitamin C, A, B, C, D gì đấy, đây các loại thực phẩm chức năng, dầu cá này, các loại trà. Đấy. Trà kiểu như là trà uống giảm cân này, hoặc là mấy cái viên tảo xanh các thứ ấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình rất là ưa chuộng các bạn ạ. Đây.
Vâng, và bây giờ là mình sẽ đi mang cái số hàng của mình đóng đi gửi luôn nhé. Bây giờ mình sẽ mang cái hàng này đi gửi. Đấy, ngoài trong này cũng khá là nhiều mấy cái hàng nhỏ nhé. Đẩy. Ok. Bây giờ mình sẽ đi gửi hàng các bạn nhé. Ôi giời ơi. Ôi giời. Vì từ cái chỗ ở của mình ấy mà đến cái kho nơi mình gửi hàng ấy thì nó cũng không phải là xa lắm, cho nên mình sẽ đi xe đạp. Bởi vì nếu mình gửi bưu điện thì cũng mất chắc phải mất một ngày là nhanh thì mới đến được cái chỗ mà mình gửi hàng để gửi về Việt Nam ấy, có nghĩa là kho hàng ấy các bạn. Đấy, mình phải gửi qua 2 bước cơ, 3 bước, 4 bước đến Việt Nam. Đấy, mình sẽ đạp xe đi. Chứ còn nếu mà gửi bưu điện thì mình lại phải từ bưu điện này về đến công ty vận chuyển này, từ công ty vận chuyển này về Việt Nam, từ Việt Nam lại người ta sẽ phải sắp xếp kho hàng mới gửi về tới nhà cho mình nhé. Cho mình cắt bớt một đoạn là thôi, mình đi xe đạp, hàng của mình nó không nặng, cho nên là chỉ có 2 thùng thôi. Nó không, mình không đóng cho nó hàng thùng to nên là gửi đi gửi luôn cho nó tiện cũng nhanh ấy. Hàng thì về bay, đi đường bay thì nó nhanh các bạn. Ở Nhật được cái là rất thuận tiện là có cái bên đường sắt người ta vận chuyển khá là nhanh các bạn. Nhanh lắm. Bây giờ là mình sau khi đi đến cái chỗ đóng hàng thì mình sẽ bên vận chuyển sẽ kiểm tra lại hàng cho mình, kiểm tra lại hàng xem là những cái đồ như thế nào. Nói đồ điện tử thì mình phải phân loại riêng ra ấy. Xong rồi ghi tên, địa chỉ ở Việt Nam, xong rồi thanh toán tiền cước các thứ. Rồi khi mà kho hàng hàng của mình đến kho ở Việt Nam ấy thì mình sẽ người ta sẽ gửi hàng về nhà cho mình, và bên bưu điện thì lại một bước nữa. Các bạn ở Nhật thì cũng thường thường hay gửi kiểu này, hoặc là những cái đoạn những cái ít ấy các bạn có thể mở gửi kiểu khác. Đấy, video của mình xin kết thúc ở đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.